Vâng, xin chào quý chị và các bạn nha. Chào mừng quý chị và các bạn trở lại với kênh Bất Động Sản Vendo. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau review một mảnh đất tại xã Hòa Thạch, Quốc Oai. Vâng, lô đất có diện tích là 150m, 146m, gần với ủy ban xã. Đây, Duy Tùng đang đứng tại trên trục chính của đường nhựa Hòa Thạch, gần với ủy ban xã, gần với trường học. Lô đất này thì rất là đẹp, 150m, mặt tiền 7m. Gần với ủy ban xã và cách trục đường nhựa này chỉ khoảng tầm 50m thôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau để quan sát kỹ hơn lô đất nha. Xin mời quý chị và các bạn hãy cùng Duy Tùng để vào lô đất. Đây là trục DH09 giao nhau với đường nhựa Hòa Thạch. Đây có thể nói là trung tâm. Đấy, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm hành chính. Và sau đây chúng ta hãy cùng vào lô đất. Vâng, chúng ta chuẩn bị vào cái ngõ để vào phía lô đất. Đối diện của lô đất đó là, đối diện ngõ vào lô đất đó là trạm y tế của xã. Đây, chúng ta hãy cùng vào nha. Đây là ngõ vào. Ngõ vào thì đường rất là rộng, ô tô vào thoải mái. Chỉ khoảng tầm 5 đến 70m là chúng ta đã vào đến lô đất rồi. Lô đất này thì cách trục DH09 khoảng tầm hơn 200m thôi. Cách khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng khoảng tầm 2 km. Và lô đất từ lô đất này ra chạy thẳng ra thị trấn Quốc Oai và đi về phía Hà Nội rất là gần. Và đấy, chúng ta hãy bắt đầu quan sát kỹ hơn nha. Vâng, bây giờ Duy Tùng cùng các bạn hãy vào cùng quý chị vào hay xem kỹ hơn mảnh đất nha. Đây là đường vào của lô đất. Đó. Lô đất là phía tay em chỉ kìa, từ cái cột điện ra phía bên này là 7m. 7m mặt tiền mà lô đất chỉ có 150m thôi. Rất là đẹp và cực kỳ hiếm tại khu vực này. Giá khu vực này đang rẻ hơn so với khu vực khoảng tầm 2 giá. Và lô đất này rất là vuông, đây chính là lô đất. Đó, đang đây. Đường đây là đường thông quý chị nè, lại thông ra trục chính vừa nãy, chúng ta vừa vào xong. Đó, mặt tiền 7m, rất là đẹp và đường rất là thông thoáng. Đây, ở đây không khí vô cùng trong lành luôn. Đấy, đó là lô đất 146m, 7m mặt tiền. Và đây cũng là đường thông. Đường thông nhau hết, đường nào cũng đi được và ô tô vào thoải mái. Đó, rất là thoáng luôn quý chị, có nhìn thấy không? Vô cùng thoáng luôn. Ở đây ra gần trục chính thì rất là gần và rất là thoáng luôn, rất tiện đi lại, thuận tiện mà giá đang rất là rẻ. Quý anh chị quan tâm thì xin hãy liên hệ cho Duy Tùng nha. Và cảm ơn quý chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.